người dậy từ 5 giờ. Không hai người chẳng dọn được mình. Ừ. Thank you.
xoáy là xoáy mặt hay xoáy thận? À, xoáy mổ thận à? Thận thì uống khó kêu đã khảm tiểu được anh. Như anh xoáy kia anh uống thuốc cắt thuốc được xoáy mặt thì cái anh xoáy ở ấy gì? Xoáy anh xoáy bằng quang thôi. Quang thì thế được. Chăm lên. Tiên. Chứ không phải là xoáy xoáy thận mổ ra thì làm sao mà ấy được. Cái này chặt bố đây là. Sang bên kia chụp một vụ các cái cô bán cà phê. Tìm được sang Anh Quốc hay nào rồi? Mà để cái bàn lên thì lên Tết thế nào phải tốt. Đi thích chụp chụp gấm lắc.